Rồi xin chào mọi người nha. Hôm nay mình đi bắt còng mọi người. Còng gì đặt cá bóng. Mình cũng đã xây đường cù rồi nha mọi người. Đây, mình xây toàn lại nè. Mình sẽ gom nó lại vào trong chỗ này. Gom vào đây nha. Mình đặt được như đây nè. Gom lại thôi, để lấy á trong này nhiều lắm. Đây, nó này. Đó, nó chạy ghê mọi người. Gốc vô hang nền hang cù á, cầm này cái gan men này ngon lắm nha mọi người. Gốc hang ha, đây cầm bự nè, chưa con nó bò đó kìa. Yeah. Chạy đây. Đó. Đây con còng nữa. Quá bự mọi người. Trời nó rút hay nè. Đó, hai một con luôn. Đây. Một con bị chén nè. Quá tệ luôn, nó không có bò lớn nha anh. Ôi nó chạy. Đây, còn cảm ơn mọi người. Rồi, hành quả như đây nha mọi người. Để đủ đặt rồi. Đi thôi. Đây, mấy cái lập đây. Đừng bắt còng bỏ vô nha mấy bạn. Cũng vô mồi xong hết rồi nha mấy bạn. Giờ mình đi đặt thôi. Đây. Giờ mình đặt đường nước ăn cái nha mấy bạn. Đây. Gà mình tới đó, gà tới xong rồi đó. Đặt ăn cái đi. Tiếp tục mình đặt đèn cá nha. Này còn rất lớn rồi. Đó, đèn cá này nha mọi người. Đèn cá. Rồi, mình đặt đèn cá này nha mọi người. Dưới này cho cá cắm. Rồi. Cắm. Ngay cái đường này mình thường ra chạy cá nè. Rồi, đây một cái nha mọi người. Tiếp tục đặt đèn cá nha mọi người. Đây, đây một cái nữa. Rồi, tiếp tục qua. Rồi, mình sẽ đặt đèn cá nha mọi người. Nó chuẩn bị lớn rồi. Rồi, đúng rồi. Rồi, mình đặt đèn cá nha mấy bạn. Đây, đây một cái đây nha. Rồi, tiếp tục thôi. Cái cuối cùng mình đặt cái này luôn. Bảy cái nha mấy bạn. Mới có không đây? Đây, cái cuối cùng nha. Nước đang bắt đầu lớn rồi đó.
Rồi, giờ mình về thôi. Mình có tiếng nữa mình sẽ hay ham. Ok. Này, mình đặt cái con kinh này đây. Rồi, nửa tiếng nữa mình sẽ đi hâm, sẽ có kết quả mình quay tiếp nha các bạn. Rồi, giờ mình đi hâm mấy cái lạp nha mấy bạn. Nãy trời ơi mưa quá, trời mưa nước, giờ quá trời nước luôn, không biết có không nữa. Mưa lầy bẫy luôn. Cây có ướt nhem ướt nhẹp luôn mấy bạn. Này. Mưa mới tạnh. Nước quá trời luôn. Tính hành sớm. Mưa quá không hành được. Thôi giờ tới chỗ rồi mình quay cho mấy bạn xem nha. Có hành quả không đây nữa. Rồi. Tới nơi nha mọi người. Nước quá trời nước luôn, nó ngập lên luôn rồi. Đây, giờ cái đầu tiên nha. Cái có con nào nữa. Đây. Mình đi mọi người. Wow. Vô mọi người, có con tôm đó. Bóng. Đây, con tôm với con cá bóng. Tôm gì mà đen chứ. Rồi. Cái tiếp theo nào mọi người. Được không? Cũng được đó. Nha mọi người. Thứ hai nha. Thứ hai giống như cái này. Nó cái đầu tiên rồi. Ừ, cũng có mọi người ơi. Có, con bự quá. Đây, con bồng bồng này nha. Quá ngon rồi. Quá ngon. Nó. Ôi, xong. Ngon rồi đó. Hai cái bồng rồi đó. Quá ngon. Đi thôi. Còn 5 cái nữa. Rồi. Nó tới mình quay cho mọi người xem nha. Rồi, tới rồi mọi người. Tới thứ ba nha. Cái gì đây? Đây. Cái con này. Đây nè. Trời ơi, cái này được con mọi người. Một con. Một con. Rồi, tiếp tục nha. Nước mưa đổ rồi mọi người. Ba cái. Bốn cái nữa nha mọi người. Nhìn thằng cái này nè. Rồi nè mọi người. Nên cái thứ tư nha. Biết có con gì không đây. Wow. Cái này bộ mà này. Nhiều mọi người. Con tép nữa. Wow, cái này có lý á. Tiếp theo rồi. Tiếp thôi. Ba cái nữa nha mọi người. Sang cái nữa nha. Cái này đây. Nước quá. Đó. Trời ơi. Này không có con nào luôn mọi người. Rồi tiếp tục còn hai cái nữa nha mọi người. Cái nữa mình sẽ về tổng kết quả thôi. Đây nghe chỗ cắm. Con này ngon hơn dưới hôm nay. Sâu quá. Đây, cái này tệ quá mọi người. Có 3 con à. Đây, được 3 con nha. Còn cái cuối cùng à. Đây. Con đường quen thuộc. Ra chạy cá, chuồng nằm đất. Mưa đục ngò luôn. Quá trời đục. Mưa quá trời luôn à. Cái cuối cùng nha. Sau ạ. Một chiều à. Chiều này. Này, nằm như này. Dứt lên luôn. Sao quá.
Đó, cái này có lấy. Trồng rau. Rồi. Con rồi mọi người ơi. Con. Những con gì, những cái bóng gì không biết luôn. Rồi, vô mình sẽ tổng kết thành quả thôi. Đây. Nước mênh mông. Mưa quá trời. Đây mình về tới nhà nha mọi người. Ơi, cho mọi người xem thành quả thôi. Này được con còn mồi nha. Này nhiều nè, cái này bụng bọn của con tôm vậy mọi người. Tôm nó đen gì đâu mà đen chứ. Đen quá trời đen. Cái này cũng bồng bồng nè. Quá trời. Con cá không có con nào tôi mọi người. Cái này được con còn. Cái này không có con nào, tệ quá. Này, cái này cũng bồng bồng này. Đâu. Vô quá vô. Bồng bồng nữa nha. Giờ tổng kết thành quả. Thôi con tôm nè mọi người, tôm đặt nơi đồng ngoài nè. Thôi cho con. Cho con à. Ai? Con tôm nhỏ cũng lấy nữa. Đặt con tôm đồng ngoài gần xong nó vô. Giờ mình sẽ đổ ra nha. Tổng kết quả nha. Hết luôn. Nè con. Mấy con cầm này mình sẽ là lụm mình đặt lại. Tôm đen này mà, tôm nó đen dữ ghê. Đen quá luôn mấy bạn ơi. Không, cái này không có con nữa. Cái này không có con nào nha. Rồi, thấy cái được như đây nè mọi người. Cũng ăn được ha. Ăn đủ một bữa. Ăn ngon rồi. Mình lụm mấy cầm ra. Mình đặt mấy cái. Mình xét không. Ok. Xét cầm cũng lụm nữa hả? Nè, nó kìa, nè. Cái kia còn con kìa. Còn con nằm gợi. Trời ơi. Nè trúng đi. Gãy lại. Gì? Gãy lại, mệt quá gãy luôn. Gãy nè. Một quá con bẻ cái gãy luôn. Thôi con này có tướng nè. Nè cha. Ừ. Rồi có bụng luôn. Được rồi. Rồi. Quá đi như đây nha mọi người. Không mềm á. Mình con tôm hay con tép. Này. Tép tép tôm thì cũng được nha mọi người. Này. Được. Con này bự, hai con bự. Rồi. Rồi, mình cũng xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Ngày xem clip nhớ ủng hộ anh em mình nha. Cảm ơn mọi người. Bye mọi người. Bye. Bye.